Chào các bạn, hôm nay thì cùng nhau mình đi hái sào ăn nhé. Một trong những cái loại cây mà rất là nhanh lớn và ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe, đấy là cây dâu dền. Đây là những cây dâu dền cơm mà nó sẽ tự mọc. Mình sẽ đi hái những cây dền cơm mọc dại như này. Thường thì mình sẽ để cho chúng tự mọc. Nó cỡ lớn lớn một tí thì mình bắt đầu hái nó đi. Rồi làm phần ủ gốc luôn. Đây là những cây mọc dại ở phía mọc ở chỗ cây hoa hồng. Mình bấn ngọn đi rồi sau đó thì nhổ ủ gốc luôn vì cái này nó lên rất là nhanh. Ăn rau dền thì rất là ngọt mà nó cũng tốt cho máu nữa. Cái này thì nó mọc mà tùm lum mà đó. Bạn có thể để cho nó mọc tiếp hoặc là nhổ bớt đi nếu mà nhiều quá. Như của mình là cũng là nhiều á. Rau này bạn luộc thì luộc chín tới vừa vừa á. Chứ luộc mềm quá là ăn nó rất ngon. Vì nó rất là nhanh chín. Vì cái này rất là nhiều nên mình sẽ hái nhỏ một bớt đi. Rồi nó mọc cây mới. Đây là cây chua me đất này. Cây đó thì có tác dụng cải tạo đất cũng như là giữ ẩm cho đất nên mình để lại. Đây cây cọ này thì mình nhổ đây này. Đây là luống rau mùi mình ươm cùng với xà lách. Rất là nhiều. Cái này thì thường nó hay mọc dại mà ăn thì ngọt lắm. Nếu mà bạn có thể luộc thịt xong đấy thì bỏ vô nấu luôn hoặc mình luộc không cũng được. Đây là một cây đậu Hà Lan mọc ú nu nu. Mình có bỏ một ít hạt đậu Hà Lan để cho nó cung cấp đạm. Thì mình sẽ không phải bón đạm cho rau nữa. Đây là một loại cây rau dại mà bạn cũng hoàn toàn có thể ăn được. Đấy là cây tầm bóp. Khi chín thì nó sẽ có quả màu màu đen. Mình cũng muốn ngọt đi. Cái này thì ăn rất là ngon nhưng mà đặc điểm của nó là nó rất là sẽ có rất là nhiều con kiến đó. Mà kiến thì nó hay tha trứng trứng dẹp các thứ nên mình mặc dù rất thích ăn cây tầm bóp nhưng mà hiện tại mình không thể để được vì vì sau đấy đi đi xử lý bọn kia rất là khó khăn rất là nhiều sâu bệnh đi kèm. Đây cây xà lách tím. Bấn bỏ mấy cái lá gốc đi cho nó đỡ rậm rạp. Thực ra mình thấy xà lách tím ăn thì độ giòn và ngọt thì mình thấy là không chưa khoái bằng xà lách xanh xanh nhưng mà nếu với độ màu sắc thì cũng hay. Rồi, ok. Một trong những cây rau dại mà mình thấy ăn cũng rất ngon là cái này. Nhưng mà mình thực ra mình không chắc về cái tên của nó là cải trời hay là gì. Nói chung là nó cũng là một loại rau dại bạn ăn mọc
mộc dại ăn tự nhiên được. Và nó cũng mọc khá là tốt, non nữa chứ. Mình nhớ mang máng hình như gọi là cải trời hay sao. Chung là cái này là kiểu mọi người cứ ăn được thì mọi người cứ truyền nhau. Cải lâu dền rất là non. Rồi cái tầm bóp này, nó cái thơm thèm. Đây là cái mấy cây dưa cải mèo của mình. Mình sẽ nói chung là nó mọc khắp nơi à. Nếu mà bạn biết tên của cây rau dại này thì cũng comment cho mình phía dưới nhé, để mình biết xem quê các bạn gọi là cây gì. Nhưng hầu hết ở các vùng nông thôn thì mọi người đều ăn cái cây đó. Ta hỏi hái sơ sơ đã được lần này rồi này. Đó, sau một vòng ngồi quanh nhà thì mình đã được một rổ rau dền kha khá để nấu canh. Mình cũng có thể nấu canh là luộc. Nấu canh thì tùy theo khẩu vị, có thể bạn cũng có thể nấu với cái tôm. Rồi cho ít hành khô các thứ vô. Cũng rất là ngon. Chúc các bạn nào có gì tiểu ghé qua nhà mình ăn thử món rau dền cơm này nhé. Chúc các bạn một bữa ăn ngon miệng. Bye bye.